chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều tình huống, từ những bàn thắng đẹp gắt ngay đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có những video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe channel của chúng mình. Xin chào! Lionel Messi là một trong những cái tên nóng trên mọi mặt báo trong thời gian vừa qua, với một chuỗi lùm xùm từ thất bại tuổi hổ trước Bayern Munich trong trận tứ kết Champions League mùa giải 2019-2020, đến những vấn đề tưởng chừng như không thể giải quyết với ban lãnh đạo Barcelona bằng một tờ fax lúc nửa đêm, và rồi lại khiến truyền thông dậy sóng khi quyết định tiếp tục ở lại và chơi bóng tại Camp Nou. Hàng loạt ý kiến trái chiều nổ ra sau khi chứng kiến những nước đi khó ngờ của siêu sao người Argentina. Bên cạnh việc thở phào khi quả bóng vàng 2019 sẽ gắn bó với gã khổng lồ xứ Catalan trong thời gian tới, là không ít những mũi tên chỉ trích về danh lợi tiền bạc nhắm thẳng vào Leo. Ngày hôm nay hãy tạm gác lại những tranh cãi xoay quanh ngôi sao bóng đá số 1 thế giới để cùng chúng tôi nhìn lại những khoảnh khắc rất đẹp của Lionel Messi, những hình ảnh có thể khiến những người ghét anh nhất cũng phải mũi lòng. Năm 2016, người hâm mộ xôn xao truyền tay nhau bức ảnh về một cậu bé sống tại vùng quê Afghanistan mặc trên người chiếc áo đấu có viết dòng chữ Messi được làm từ ni lông. Hình ảnh của cậu bé có cái tên Murtaza đã làm thổn thức trái tim của bao người, và Leo cũng không phải nằm ngoài số đó. Số 10 hay nhất lịch sử bóng đá đã gửi tặng cậu bé một chiếc áo đấu có chữ ký trước khi mời cậu trở thành mascot của mình trong trận giao hữu với câu lạc bộ Al Ahly vào tháng 12 cùng năm đó. Hình ảnh cậu bé nghèo quấn quýt bên siêu sao bóng đá đáng yêu và đáng nhớ đến mức trở nên nổi tiếng trong một thời gian dài là chủ đề bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội, là minh chứng đầy đủ và rõ ràng nhất cho tình yêu bằng cả trái tim, là hình ảnh mà cả thế giới muốn chứng kiến và cũng cho thấy Messi là một nguồn cảm hứng lớn đến thế nào. Nhiều hơn một lần người ta thấy được hình ảnh của những fan hâm mộ chạy vào sân khi trận đấu đang diễn ra chỉ bởi vì thần tượng đang thi đấu trên sân. Và Messi với đẳng cấp của mình cũng không ngoại lệ. Thế nhưng sự khác nhau nằm ở việc các ngôi sao phản ứng trước những sự việc đó như thế nào. Emunga đã có chút giật mình khi chứng kiến một fan hâm mộ quỳ xuống hôn lên chiếc giày bên ngoài đôi chân thiên tài. Và không ngần ngại dành tặng cậu một cái ôm dẫu hành động lao vào sân là không hề đúng đắn. Hoặc khi nhận được một lời đề nghị cùng selfie đến từ đối thủ, M10 cũng thoải mái nhận lời. Đối với bản thân một người có hàng triệu người yêu mến như Messi, cảm giác được vây quanh, được chào đón, được tôn thờ, không mới cũng không lạ và càng không phải điều anh cần. Thế nhưng bọ chát nguyên tử vẫn vui vẻ làm những điều đó. Bởi anh hiểu rằng, đối với những người được anh dành một cái ôm, một tấm ảnh, đó có thể là thứ tài sản quý giá mà họ có được trong cuộc đời. Người ta hiếm khi thấy Messi khước từ một lời đề nghị đến từ fan hâm mộ, mặc dù việc làm hài lòng fan dường như chẳng phải việc của một ngôi sao sân cỏ. Người đàn ông này chắc hẳn phải là một người cực kỳ yêu mến Leo khi dành cả tấm lưng rộng của mình để in hình thần tượng. Với một tình yêu như vậy, chẳng có lý do gì để Messi từ chối một chữ ký, một chiếc áo hay một tấm ảnh. Không niềm vui nào to lớn bằng việc có thể làm được ngần ấy thứ với người mình yêu thích. Và nếu xét theo tiêu chí ấy thì đây thực sự là một người đàn ông hạnh phúc.
Nếu để ý, không khó để nhận ra rằng trong hàng triệu người hâm mộ đến từ khắp mọi nơi, Messi luôn dành tình cảm đặc biệt cho những đứa trẻ. Siêu sao người Argentina sẵn sàng dừng lại ký tặng, giao lưu và chụp ảnh với những cậu bé đã kiên nhẫn đợi chờ và chắc chiêu từng cơ hội để có thể nhìn thấy thần tượng của mình bằng xương bằng thịt. Trong một trận đấu mà Argentina gặp Mexico năm 2018, một khoảnh khắc đáng yêu được ghi lại là khi con trai của Andrés Guardado, thủ quân của tuyển Mexico, được gặp Leo trong phòng thay đồ, được đập tay và ngồi vào trong lòng của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chắc chắn sẽ là ký ức không thể nào quên với cậu bé Massimo. Có quá nhiều lý do để giải thích vì sao Messi vui vẻ làm những điều này, nhưng đừng quên, ngoài là một siêu sao bóng đá, anh cũng là một người cha. Năm 2016, Messi và đồng đội ở Barca đã tham gia một trận bóng giao hữu với đội tuyển bóng đá khiếm thị Tây Ban Nha. Tại đây, siêu sao số 10 bình đẳng như những người khiếm thị khi bị che mắt hoàn toàn. Được trải nghiệm cảm giác chơi bóng bằng âm thanh và cảm nhận với không khí, nhịp độ khác hoàn toàn với những trận đấu đỉnh cao mà anh đã từng thi đấu. Trong một trận cầu không có thắng thua, không so găng đẳng cấp, Messi mang đến tiếng cười và kỷ niệm cho những người kém may mắn, truyền một niềm cảm hứng bất tận và không giới hạn về tinh thần vươn lên của con người với môn thể thao vua. Là một trong những người có ảnh hưởng lớn trong làng thể thao thế giới, nhất cử nhất động của Mbunga đều có thể trở thành tâm điểm. Sự so sánh, những mổ xẻ, chỉ trích đã quá nhiều và quá quen trong cả sự nghiệp lẫy lừng của Messi. Thế nhưng chỉ cần dừng lại một chút, chúng ta sẽ thấy nói về Messi không chỉ có bấy nhiêu, những gì các bạn vừa xem chính là ví dụ. Bạn có cảm nhận gì sau khi theo dõi hết video này? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.